các bạn, mình là Mel Cơ Trưởng đây. Thì lần trước mình có đăng video trang trí nhà hộp giấy thành quán bar, có rất là nhiều bạn kêu mình trang trí nhà 54k đi. Thì hôm nay mình sẽ trang trí nhà 54k nha. Mình sẽ trang trí một góc nhỏ của quán cà phê cho các bạn xem trước nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Bắt đầu thôi nào. Quán cà phê của mình là ở dưới tầng hầm nha. Còn video sau mình sẽ bật mí cho các bạn biết là ở trên mình sẽ trang trí cái gì nhé. Thì đây là một góc nhỏ mình đã trang trí xong rồi, chỉ còn thiếu vài cái cây nữa thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành trang trí góc bar cà phê của mình cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình sẽ xếp những cái khối này lại với nhau, mình sẽ làm như là một cái khung vậy đó. Khi làm cái này thì mình phải ước tính thật là kỹ, vì cái chỗ pha cà phê của mình nó chặt quá hoặc là rộng quá thì cũng không được. Sau khi mình đã xếp những cái khối ở dưới rồi thì bây giờ mình sẽ xếp những cái khối chồng lên nhau. Những cái khối chồng lên nhau thì mình sẽ xếp màu gỗ tối nha. Vậy là xong cái phần ở ngoài này rồi, bây giờ thì mình sẽ xem vách ngăn nha. Mình sẽ trang trí nó giống như là một cái mái vậy đó. Và mình sẽ canh cho nó xong mà cho thật là đều. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái mẹo để treo dây đèn của mình lên nha. Các bạn chỉ cần xếp những cái khối giống như mình là được rồi. Đó, đây chính là mẹo để treo đèn của mình lên nè. Khi có đèn thì mình nhìn sẽ rất là ấm áp và đẹp luôn. Khi các bạn làm xong rồi thì các bạn cứ xóa nó đi. Bây giờ thì mình sẽ đặt những cái khối để làm vách ngăn ngay chỗ ra vào nha. Mình sẽ sử dụng khối thôi, mình không sử dụng cửa nha. Thì mình sử dụng cái phần khối trắng này để cho nó nhìn đẹp và sáng hơn. Bây giờ thì mình sẽ đặt những chiếc ghế ra nha. Mình đặt ghế này ở đây vì mình thấy nó khá hợp với quán cà phê của mình. Bây giờ thì mình sẽ trang trí vài phụ kiện để cho giống quán cà phê, như là bảng hiệu, rồi túi cà phê nữa. Bây giờ thì mình sẽ thêm cái bảng hiệu mở cửa này nha. Xong rồi còn lại thì mình sẽ trang trí ở trong, mình sẽ đặt bếp và tủ lạnh vào. Mình sẽ đặt máy pha cà phê và một tủ bánh ngọt nữa. Và mình sẽ trang trí thêm vài cây xanh để cho có màu và không nhìn bị trống trải. Bước cuối cùng là mình sẽ thêm cái menu vào để hoàn thiện cái quán cà phê nha. Bạn nào muốn qua nhà mình uống cà phê thì hãy bình luận ở bên dưới nhé. Mình sẽ dẫn các bạn qua. Nè. Bây giờ thì mình sẽ đi bật đèn xem nó đẹp như thế nào nha. Mình sẽ đi pha một cốc cà phê để uống trước nè. Đây là một góc nhỏ của quán cà phê mình nè. Các bạn cũng có thể thêm con ma nơ canh để làm nhân viên giống như vậy nè. Các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn thấy đẹp thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Bây giờ thì mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem nhé. Quán cà phê của mình chỉ còn thiếu vài thứ nữa thôi là hoàn thành rồi. Hiện tại thì mình còn đang xây một máy bay nữa. Khi nào được 10 trang sắt thì mình sẽ mời tất cả các bạn fan của mình vào nhà mình chơi. Sau đó thì mình sẽ quay video lại và up lên YouTube nha. Quán cà phê của mình thì được trang trí theo nhiều phong cách lắm, nên là nó không theo phong cách riêng biệt nào cả. Đa số là mình đều xây bằng tiền sao nên là không mất kim cương nhiều. Các bạn cũng có thể xây theo mình nha. Mình trang trí có nhiều góc sống ảo lắm, nên các bạn qua đây tha hồ mà sống ảo luôn. Video
của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nữa thì hãy bình luận bên dưới nha. Các bạn nhớ like và đăng ký cho mình nhé. Đừng quên bật thông báo, khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.